Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Auto. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một lập xì với một mức giá phải nói là cực kỳ rẻ đấy mà, đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Yamaha. Và dòng này sẽ có tên model là EV70. Đây là một dòng sản phẩm mà tuy ở phân khúc giá rẻ thôi mà, nhưng mà thiết kế của nó và nó cực kỳ đẹp và bắt mắt, khi nó sẽ được trang bị chúng ta đèn trên mỗi cái cần equalizer nha anh em. Được đánh giá rất là cao thiết kế của những dòng sản phẩm mà lọc của Yamaha. Mình đã chơi rất là nhiều dòng, từ những dòng sản phẩm mà giá rẻ thôi mà cho đến những dòng sản phẩm cao cấp. Và tiếng nó cho ra phải nói là cực kỳ hay và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Đây mà anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về thôi đấy mà. Về hình thức phải nói là mới keng xà beng nha anh em, đẹp tinh tươm. Con này thì nó sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 21 cần equalizer nha anh em. Đây, và các giải tầng của dòng sản phẩm này thì nó cũng sẽ rất là rộng nha anh em, từ 30 cho đến 16.000 hạt nha anh em. Bạn nghe có thể mà chỉnh cho bass, treble và mid xuống cực kỳ là sâu và phù hợp với tai của anh em. Nếu mà anh em mà chơi những cái dòng sản phẩm mà âm ly và bao đẩy mà anh em thấy âm sắc của nó còn kém thì anh em trang bị thêm cái dòng này, nó sẽ cải thiện được chất âm trong hệ thống âm thanh của anh em cực kỳ tốt khi mà anh em nghe nhạc và hát karaoke nữa nha anh em. Rất nhiều anh em mà chơi karaoke và anh em mà nghe cái tiếng anh em mà thấy yếu thì anh em chơi thêm một cái lọc mài vô nữa để nâng tiếng lên và nó là cực kỳ tốt của anh em. Đây nó sẽ có một cái nút volume của cái lọc nha anh em, để cho anh em có thể mà tăng âm sắc của cái lọc lên. Còn cái nút equalizer là anh em bật tắt equalizer của cái lọc này nha anh em. Đây mà anh em cùng thêm qua bờ thông số kỹ thuật tem nhãn với dòng sản phẩm này. Đây Yamaha model là EV70, điện 120V, là xuất ở Mỹ nha anh em. Công suất là 5W, được sản xuất bởi Yamaha Corporation, hàng chính hãng là Made in Japan nha anh em. Còn bên đây là các cổng mà anh em lấy tín hiệu nguồn vào và cổng mà anh em mà xuất ra cái cục đẩy nha anh em, hai cổng vào và hai cổng ra. Và bây giờ thì Nhật cũng sẽ test luôn về chất âm của lọc EV70 này. Mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đang ghép lọc Yamaha với cục đẩy của QSC-USA400 nha anh em. Đây cổng out của anh em xuất xuống cục đẩy, còn cục in thì anh em sẽ lấy tín hiệu ngay nha. Đây mời anh em, đầu tiên mình sẽ test mà nó sẽ hát chưa qua lọc. Anh chẳng còn chim, chẳng còn chim ngoài con tim em. Đây mình bắt đầu mở lòng. Với những địa lối đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà sông đàn này khi xanh nở sông núi rồi. Anh trở về quê, trở về quê tìm tôi thơ mơ năm nào. Thank you.
Khi qua lọc Yamaha LQ70 này thì phải nói là quá đổi tuyệt vời đấy mà. Như là anh em đang nghe một đẩy điểm 7 thôi anh em, mà nghe qua lọc phải nói là xuất sắc đến 10 điểm thôi anh em. Con này thì nó nâng bass, nâng treble và nâng cả giải mid nữa anh em à. Nghe lên một cái tầm phải nói là rất là cao. Âm thanh nó nghe sống động và bùng nổ hơn nha anh em. Anh em vẫn có thể chỉnh sao mà cho nó phù hợp với tai của anh em nhất ở từng giải tần số, nếu mà anh em là một người nghe nhạc khó tính. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm mà xuất sắc nhất trong phân khúc giá rẻ nữa mà. Giá chỉ có 3.200.000 đồng thôi. Và nếu anh em muốn mua thì anh em liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video sau.